Dù nghèo đến mấy, cũng tuyệt đối không qua lại, không nhờ vả, không cầu xin năm kẻ này. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, đời người lúc thăng lúc trầm, lúc giàu, nhưng rồi cũng có thể có lúc xa cơ, lỡ vận, lâm cảnh bần hàn. Quả thực chẳng ai có thể nói trước được điều gì quý vị ạ. Xã hội thực tế bây giờ cũng phũ phàng lắm. Khi quý vị giàu sang, tự nhiên có rất nhiều người quan tâm và tiếp cận quý vị, tỏ ra thân thiết, gần gũi với quý vị. Thế nhưng, chỉ cần khi quý vị rơi vào cảnh nghèo khó, bạn bè cũng lần lượt rời bỏ quý vị mà đi, rốt cuộc cũng chẳng còn ai. Có tiền, quý vị nói gì thì cũng thành lời hay ý đẹp. Người ngồi nghe quý vị nói cũng tấm tắc khen hay. Khi quý vị không có tiền, lời nói chẳng còn giá trị gì, thậm chí còn bị chế giễu nữa cơ. Vì vậy có rất nhiều điều bất ngờ trong cuộc sống mà chúng ta phải trải qua rồi mới rút ra được những bài học xương máu cho mình. Ở đời không phải ai cũng có thể tùy tiện kết bạn, không phải ai cũng có thể tùy tiện nhờ vả. Nhất là khi nghèo khó thì quý vị phải tuyệt đối tránh xa năm loại người sau đây, bởi họ chẳng những không giúp đỡ mà còn có thể làm tổn thương quý vị nữa đấy ạ. Họ là những ai? Hãy cùng Ngẫm Sự Đời chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay nhé. Loại người đầu tiên nhất định phải tránh xa, đó là người bất hiếu với cha mẹ. Quý vị ạ, người xưa vẫn thường dạy rằng trăm nết thiện, chữ hiếu đứng đầu. Việc hiếu thuận với đấng sinh thành chính là cái gốc của sự lương thiện. Bởi vậy, những người sẵn sàng vứt bỏ chữ hiếu, không tôn trọng, thậm chí còn hành động xấu với người đã sinh thành, chăm sóc và nuôi lớn mình là những kẻ không đáng để kết giao. Vì quý vị thấy đấy, ngay cả đến chính những người có công lao và ảnh hưởng lớn nhất đến họ còn bị đối xử như vậy, thì người ngoài cũng đừng mong chờ nhận được sự tôn trọng và giúp đỡ khi cần. Sau đó tốt nhất không nên kết giao với những kẻ bất hiếu, tránh hậu họa, tự chuốc lấy ưu phiền sau này. Loại người thứ hai, đó là người không biết giữ chữ tín. Quý vị ơi, nếu được hỏi điều gì ở một người khiến quý vị cảm thấy tin tưởng và muốn kết giao, thì quý vị sẽ chọn điều gì ạ? Với Ngẫm Sự Đời thì đó là chữ tín quý vị ạ. Có một câu chuyện như thế này. Hoàng Sở Cửu là cậu bé sinh ra trong một gia đình hành nghề y vào cuối thời nhà Thanh Trung Quốc. Từ bé, Hoàng Sở Cửu đã được trau dồi rèn luyện vốn kiến thức tuyệt vời về cách chữa bệnh, bốc thuốc cứu người. Những năm đầu đời trôi qua trong bình lặng. Đến tuổi 16, Hoàng Sơ Cửu quyết định đến Thượng Hải, sống tự lập và tự tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình. Đáng tiếc, dẫu chí lớn, nhưng vì tuổi đời còn quá trẻ, tại vùng đất mới, Hoàng Sơ Cửu vô cùng vất vả để kiếm sống. Vài năm trôi qua, cuộc sống của ông cũng khá hơn nhờ vào việc lang bạt, buôn bán phương thuốc bí truyền của tổ tiên để lại. Lúc này đây, Hoàng Sơ Cửu nung nấu ý định mở một cửa hiệu cho riêng mình. Tuy nhiên, tiền ông dành dụm được hoàn toàn chưa thấm thía là bao so với con số phải bỏ ra để mở một hiệu thuốc tại đất Thượng Hải. Trong lúc nan giải, ông bèn nghĩ hay là mình đi vay. Nói được làm được, nhờ vào quen biết với con cháu tầng lớp quý tộc Thượng Hải thuở ấy, qua quá trình bốc thuốc chữa bệnh, Hoàng Sở Cửu hỏi vay mỗi người một ít. Nhiều người sẽ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bởi nếu vay, sao ông không vay lớn để mở hiệu thuốc luôn, chứ tội gì phải vay ít rồi cũng chẳng để làm gì. Sự thật thì Hoàng Sở Cửu tính toán cả đấy. Mối quan hệ chỉ là quen biết, xã giao. Ông nào có lá gan đi vay một số tiền lớn. Chưa kể, nếu có lá gan ấy, ai dám cho ông vay? Chính vì vậy, ông chỉ vay tiền nhỏ, để đó và chẳng động vào. Đến ngày trả lãi, ông vẫn trả đúng hẹn. Mục đích là để tạo uy tín. Dù có hơi thiệt thòi vì tiền lãi, ông phải dùng tiền túi của bản thân. Cứ thế một thời gian sau, khi uy tín của ông đã được hình thành, Hoàng Sơ Cửu mới có đủ can đảm vay số tiền lớn và người cho vay cũng đủ tin tưởng để trao ông tiền.
Với số tiền lớn vay được, ông liền mở một hiệu thuốc ước mơ cuộc đời mình. Hiệu thuốc của ông về sau làm ăn khấm khá, chẳng mấy chốc ông trả hết nợ và trở thành tỷ phú giàu có nhất nhì Thượng Hải 20 năm sau đó. Quý vị thấy đấy, câu chuyện của ông cũng đã để lại một bài học hay về chữ tín mà ai muốn thành công trên đời đều phải ghi nhớ. Ở đời, muốn nhận được sự giúp đỡ phải tạo lòng tin cho người khác. Mà muốn tạo lòng tin, cách tốt nhất là giữ chữ tín. Đã hứa thì phải giữ lời, đã giao ước thì phải đúng hẹn. Không hẳn tín tâm chỉ cần áp dụng trên kinh doanh thương trường, mà cả trong mối quan hệ đời thường vẫn cần đến nó. Vì thế mà Khổng Tử có câu: con người mà không có chữ tín thì không biết lấy gì tạo lập chỗ đứng trong xã hội được. Như xe lớn không có đòn ngang, như xe nhỏ không có ách, làm sao có thể đi được. Người không giữ chữ tín là người vô dụng, không đáng để quý vị kết giao. Và quý vị cũng không nên nhờ vả, bởi họ chỉ biết nghĩ đến lợi ích của mình. Nếu giúp quý vị mà không mang lại lợi ích nào cho họ, họ chỉ hứa nhăng hứa cuội, rồi tìm cớ thoái thác, thậm chí tuyệt giao với quý vị mà thôi. Thế nên hãy nhớ tránh xa những kẻ bất tín quý vị nhé. Loại người thứ ba, đó là những kẻ đạo đức giả. Ngày nay không khó để quý vị bắt gặp những kẻ đạo đức giả trong cuộc sống của mình, đúng không ạ? Một người lương thiện thường có tấm lòng đồng cảm. Hơn thế, khi thấy người khác gặp khó khăn thì trong lòng cũng không vui. Hoặc là nói, khi thấy người khác gặp khó khăn, họ sẽ luôn sẵn sàng đưa tay giúp đỡ. Những người như vậy luôn nhận được sự yêu quý của mọi người. Thế nhưng ngược lại, sẽ có những kẻ tiểu nhân, giả người tốt, bề ngoài thì lịch sự, tươi cười vui vẻ với mọi người, nhưng sau lưng lại thường làm những việc lén lút xấu xa. Trong đa số các trường hợp, kẻ đạo đức giả thường rất khó bị nhận ra, bởi vì họ ngụy trang bản thân rất kỹ càng tỉ mỉ. Nếu quý vị để ý, họ sẽ không bao giờ để những suy nghĩ nội tâm của mình lộ ra bên ngoài. Trong môi trường làm việc, những kẻ như thế này trong xã hội rất nhiều. Họ sẽ vì muốn thăng chức, tăng lương mà không từ thủ đoạn, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ hòa hợp, thân thiện với đồng nghiệp. Trên thực tế, những kẻ tiểu nhân, đạo đức giả như thế này có mặt trong khắp mọi nơi. Vì thế, nếu như bản thân chúng ta không giỏi nhìn nhận phán đoán người khác, rất có thể quý vị sẽ bị họ làm cho bị tổn thương. Một khi trở thành bạn bè hay đối thủ của họ, chắc chắn cuộc sống của quý vị sẽ bị ảnh hưởng không nhiều thì ít. Hy vọng mọi người luôn đề cao cảnh giác. Khi gặp những kẻ như vậy thì quý vị hãy nhớ tuyệt đối không nên kết giao, và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng sẽ cậy nhờ họ khi gặp khó khăn, bởi vì đây là những kẻ miệng nam mô, bụng một bổ sau găm. Thật khó để biết được khi nào họ lén đâm sau lưng bạn. Kết giao với những người như vậy chỉ khiến chúng ta mệt mỏi với những thị phi không đáng có. Vì vậy, nếu muốn sống một đời bình an thì cần tránh xa loại người giả nhân, giả nghĩa như vậy. Loại người thứ tư, đó là người lười biếng. Đây là kiểu người mà ngấm sợ đời khẳng định rằng khi khó khăn mà quý vị tìm đến họ, mong họ giúp đỡ thì sẽ chẳng bao giờ được đáp lại đâu. Đến bản thân họ, họ còn chẳng lo được, thì quý vị nghĩ xem họ có thể giúp được quý vị không đây? Quý vị ơi, quý vị biết không, con người giống như máy móc vậy. Máy móc lâu ngày không hoạt động sẽ bị rỉ sét. Con người nhàn rỗi quá lâu sẽ trở nên lười biếng và kết cục là thành một người vô dụng. Ngẫm sự đời có một người bạn tên N, làm việc cho một công ty đã nhiều năm. Theo lý mà nói, cũng nên được thăng lên chức quản lý rồi mới đúng. Nhưng N vẫn giống như lúc mới vào công ty, là một nhân viên bình thường. Nguyên nhân là bởi năng lực của N luôn chỉ ở mức độ trung bình, chỉ biết làm một vài công việc dập khuôn. Thời gian rảnh rỗi, N sẽ đi nhậu với bạn bè hoặc ở nhà ngủ nướng. Quan điểm của N là làm tốt công việc được giao, kiếm tiền đủ tiêu thôi là được rồi. N trước giờ chưa bao giờ nghĩ tới việc tranh thủ thời gian tan làm để cải thiện và nâng cao bản thân.
không có tinh thần cầu tiến dẫn tới một loạt các hệ lụy, cạnh tranh chức vụ với nhân viên mới vào làm. Có một vài người bạn không có đối tượng yêu đương, lãnh đạo không đánh giá cao, đồng nghiệp cũng không mặn mà. N nói lúc đi gặp mặt mai mối, phía nữ đều bảo không tin tưởng vào năng lực của N, sợ theo N rồi sau này không có tương lai. Quý vị ạ, bất hạnh lớn nhất của con người hiện đại đều bắt đầu từ việc lựa chọn an nhàn, thoải mái với hiện trạng. Khi một người biến sự nhàn rỗi thành thói quen, họ sẽ đắm chìm vào hiện trạng an nhàn, không có động lực đi theo đuổi sự thoải mái hơn mà tương lai phía trước đem lại. Lâu dần, dũng khí của họ sẽ bay màu, dần dần mất đi phương hướng cuộc sống, không tìm được mục tiêu để dồn sức vào, cuối cùng chỉ đành rêu phong bản thân. Thế nên quý vị ơi, hãy nhớ rằng đời người rất dài, sự rảnh rỗi của quý vị ngày hôm nay sẽ đổi lại những đau khổ và thất vọng trong tương lai. Nếu quý vị sẵn lòng lựa chọn tầm thường, đó là bởi quý vị chưa bao giờ nếm trải niềm vui thành công. Còn khi quý vị sẵn lòng chấp nhận bóng tối, đó là bởi quý vị chưa bao giờ trông thấy mặt trời. Đừng bao giờ kết giao hay tìm đến những kẻ lười biếng trong lúc khó khăn, quý vị nhé. Và loại người thứ năm, đó là người không có sự đồng cảm với người khác. Một người quen của Ngấm Sự Đời, từng là quản lý cấp cao của một khách sạn, từng chia sẻ với câu chuyện phỏng vấn của anh ấy như thế này. Lần đó, anh ấy đi phỏng vấn cho vị trí trợ lý tổng giám đốc khách sạn. Trải qua vài vòng phỏng vấn, cuối cùng còn lại anh ấy và một cô gái khác. Hai người được trực tiếp phỏng vấn với giám đốc. Ngày hôm đó, hai người được gọi tới văn phòng của tổng giám đốc. Trên đường lên phòng thì gặp một bác lao công đang lau kính. Xe của bác đặt ngay bên cạnh. Khi quay xe, không may va vào cô gái kia, khiến nước ở trong xô văng vào hai người. Quần áo và giày của hai người đều bị dính nước. Cô gái kia tức giận nói, bác ơi, bác có nhìn không vậy? Rõ ràng biết là phía sau có người, hay là bác cố ý vậy? Lát tôi còn đi phỏng vấn, bác xem tôi như thế này, đi gặp người ta, nếu chẳng may có trượt thì bác có chịu được trách nhiệm hay không? Đúng là đen đủi. Nói xong, cô quay sang nói với người anh của tôi, anh đợi tôi một tí nhé, tôi đi chỉnh lại quần áo một chút rồi mình cùng đi. Một mình đi thì cũng không hay, đúng không? Nói xong, còn chưa đợi đối phương trả lời, đã ngay lập tức đi về phía nhà vệ sinh. Người anh nghe cô gái nói xong liền mất hết thiện cảm. Trong lúc đợi cô ấy, anh ấy nói chuyện với bác lau công, thậm chí còn giúp bác ấy lau những trụ kính ở trên cao. Cuối cùng, khi cả hai vừa đặt chân vào phòng làm việc của tổng giám đốc, vị tổng giám đốc liền đưa tay ra bắt tay với người anh của tôi và nói, chúc mừng, cậu đã được nhận rồi. Thì ra, sự việc với bác lao công chính là thử thách cuối cùng dành cho hai người. Vị tổng giám đốc nói, chúng ta làm trong ngành dịch vụ, trong lòng phải có người khác, biết cách tôn trọng người khác là điều vô cùng quan trọng. Quý vị thấy đấy, một người biết đồng cảm, biết tôn trọng người khác, quả thực luôn khiến cho chúng ta có cảm giác dễ chịu và dễ mến hơn rất nhiều, phải không ạ? Những người mà không biết đồng cảm với người khác thì Ngấm Sự Đời khuyên là quý vị tốt nhất hãy tránh xa quý vị nhé. Họ là người dã tâm cực kỳ thâm hiểm, tính toán chi li, thủ đoạn bất chính, lúc nào sợ bản thân phải chịu thiệt thòi và người khác luôn có lỗi với họ. Vậy nên lúc khó khăn đừng nhờ vả họ, kẻo lại bị lợi dụng, gặp họa lúc nào không hay. Trên đây là năm kiểu người mà Ngấm Sự Đời thật lòng khuyên quý vị hãy nên tránh xa và đừng bao giờ có ý định sẽ tìm đến họ khi gặp khó khăn. Chắc chắn là họ sẽ không giúp quý vị đâu, mà thậm chí còn làm tổn thương quý vị nhiều hơn nữa đấy ạ. Vậy nên hãy tỉnh táo và lựa chọn những mối quan hệ chất lượng cho mình, quý vị nhé. Quý vị thân mến, trong văn hóa dân gian Trung Quốc có câu nói như thế này, đừng nói khi nghèo khó, khiêm tốn đừng thuyết phục, và câu sức lực ít đừng tài trọng, gian khó đừng tìm người thân. Chỉ với những từ ngữ ngắn gọn như thế này, nhưng nó lại chứa đựng những chân lý sâu sắc. Trên thực tế,
Câu nói này ẩn chứa bài học vô cùng ý nghĩa. Nó chỉ đơn giản nói lên bản chất của con người và thực tế của cuộc sống. Vậy câu này có ý nghĩa như thế nào? Vì sao người xưa lại dạy như vậy? Hãy cùng ngẫm sự đời chiêm nghiệm ngay sau đây nhé. Thứ nhất, đừng nói khi nghèo khó, khiêm tốn đừng thuyết phục. Quý vị ơi, nếu nghèo khó, đừng nói quá để thuyết phục người khác. Quý vị có biết lý do vì sao không ạ? Đầu tiên, chúng ta hãy xem, đừng nói khi nghèo khó. Câu này có nghĩa là khi quý vị và người khác đang cùng gặp khó khăn và nghèo khó, đừng nói chuyện tùy tiện, chẳng những không giúp được người khác mà bản thân còn bị người khác coi thường. Ngay cả chính bản thân mình vẫn chưa làm được để cải biến thay đổi cho bản thân, thì dù nói thuyết phục người khác cũng là điều vô ích. Họ không có được sự nhìn nhận thành quả mà tin từ một người ăn nói ba hoa. Nói thì giỏi, làm thì dở. Họ thậm chí còn tỏ ra coi thường quý vị nữa. Bởi vì nói hay như thế, tại sao cuộc đời quý vị vẫn dậm chân tại chỗ như thế? Khuyên được người khác thì bản thân mình cũng phải tốt hơn, hay chí ít là ngang như thế chứ. Có người nói rằng, người nghèo sống ở thành phố sầm uất không ai hỏi han, người giàu có họ hàng xa trên núi cũng đến thăm hỏi. Trong sách Dịch từng nói, có điều muốn nói người cũng không tin. Khi một người gặp nghịch cảnh mà không tự giải quyết được cơm ăn áo mặc, thì nói thuyết phục người khác, họ sẽ không ai tin lời người này nói, dù đó là sự thật hay đại sự. Nếu quý vị để ý sẽ thấy, khi mà mình tham gia một buổi tụ tập bạn bè hay đàm phán, hợp tác với người khác, những người nói to và hài hước thường là người giàu có hoặc quyền quý. Dù họ nói những điều còn thiếu sót thì người khác vẫn sẵn sàng lắng nghe và tin tưởng. Vì vậy, khi một người nghèo khổ, hãy nói ít nhất có thể, lắng nghe nhiều hơn và cảm nhận nhiều hơn thay vì thể hiện bản thân và nói nhiều. Điều này sẽ để lại ấn tượng không tốt cho mọi người. Sở dĩ khiêm tốn không thể thuyết phục được người khác là vì người khác cũng không nhẹ dạ cả tin như chúng ta nghĩ đâu, quý vị ạ. Trước khi Tô Tần trở nên nổi tiếng trong mùa xuân thu thời gian chiến quốc, ông không chỉ ở mức kém về kiến thức mà còn ở địa vị xã hội thấp, và vợ của ông là không muốn nhìn ông ấy trực tiếp. Tô Tần làm việc chăm chỉ trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, cuối cùng cũng bái phục Lục Vương gia. Khi trở về nhà, cha mẹ vợ đã từ xa đi ra đón. Nếu một người không có địa vị xã hội và địa vị khiêm tốn thì đừng thuyết phục người khác, bởi vì họ có thể không tin những gì quý vị nói. Dù quý vị làm gì, quý vị cũng sẽ có kinh nghiệm và sự tự tin sau khi đã đạt được thành tựu. Và cũng chỉ khi đó thì những lời mà quý vị nói mới có thể được người khác công nhận và thuyết phục. Nếu quý vị là một người đơn giản và không nổi bật, thì dù điều quý vị nói có đúng đến mấy đi chăng nữa, rồi cũng sẽ bị người khác coi là không đúng hoặc khoe khoang, không lay chuyển được lòng người, không tạo được lòng tin tưởng cho người khác. Thứ hai, sức lực ít đừng tài trọng, gặp nạn đừng tìm người thân. Quý vị hiểu câu nói này như thế nào ạ? Câu nói sức lực ít đừng tài trọng có nghĩa là nếu sức người rất yếu thì đừng cố gắng mang vác vật nặng. Nếu không, sẽ không những không làm được việc gì mà còn rất dễ bị thương. Đừng tìm người thân trong gian khó. Nghe thì hơi phũ phàng, nhưng mà quả thực nó phản ánh rất đúng thực tế hiện nay. Người thân gắn bó với nhau, đi lại hàng ngày để kết nối và giúp đỡ nhau, nhưng thường xuyên tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân luôn làm tăng gánh nặng cho bên kia. Khi đối phương mệt mỏi thì họ sẽ càng xa cách. Vì vậy, nếu gặp khó khăn, tốt nhất là quý vị phải tự tìm cách giải quyết, yêu cầu càng ít càng tốt. Có nhân vật trong truyện, các học giả, khi anh ấy gặp khó khăn trong năm nọ, vợ anh tìm đến sự giúp đỡ của người thân, nhưng chẳng mấy ai sẵn lòng giúp đỡ. Sau đó, anh chàng gặp người thân, họ đến cười nhạo và chủ động chào hỏi lạnh nhạt. Trong hoàn cảnh này, phản ánh sự thiếu bản chất đạo đức của con người và cuộc sống thực tế, ngay cả những người thân, họ hàng trong gia đình, cũng thể hiện sự giàu nghèo, khinh thường nhau khi gặp khó khăn.
Câu chuyện trên nhắc nhở chúng ta, khi bình thường thì có thể mối quan hệ người thân, bạn bè, gia đình rất tốt. Nhưng chỉ đến khi gặp khó khăn, chúng ta mới nhận ra rằng mình thực sự không thể dựa vào bất kỳ những mối quan hệ nào để nhờ sự trợ giúp được. Chúng ta thực sự có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn bằng cách tự mình nỗ lực, không bị người khác coi thường. Câu tục ngữ, đừng nói khi bạn nghèo, khiêm tốn đừng thuyết phục. Và vế sau của câu là sức lực ít đừng tài trọng, gặp nạn đừng tìm người thân, là kinh nghiệm bản thân của người Trung Quốc cổ đại. Tuy nhìn hơi phi lý, nhưng đó là kiến thức mà chúng ta phải biết trong cuộc sống hàng ngày, quý vị nhé. Càng già, càng tủi nhục nếu cứ nhúng tay vào việc này. Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, có quý vị nào ở đây đã làm ông, làm bà rồi không ạ? Hoặc chắc chắn là trong tương lai thì quý vị cũng sẽ trở thành ông bà, phải không? Vậy quý vị có nghĩ là về già mình sẽ trông cháu, phụ giúp các con để các con yên tâm đi làm, kiếm tiền trang trải cuộc sống hay không? Có nhiều bậc làm cha làm mẹ vì thương con thương cháu nên đã nhận lời chăm sóc cho con, nuôi cháu, lo cho cháu như có thêm một đứa con thơ. Nhưng cũng có những người khi về già, họ rất rõ ràng trong vấn đề này, chỉ đến chơi với cháu hoặc trông cháu khi nào bố mẹ chúng bí quá mà thôi. Vậy quý vị nghiêng về ý kiến nào? Liệu trông cháu khi về già có là việc thực sự nên làm hay không? Quý vị hãy cùng ngẫm sự đời chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay nhé. Những câu chuyện quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Đây là một câu chuyện do một khán giả của Ngẫm Sự Đời kể lại. Dắt ba cháu lít nhít về quê ăn dỗ, nghe hỏi sao bà gầy thế. Bà Thanh cười méo xẹo, chạy theo cho lũ tiểu yêu này béo sao nổi. Phải về đám dỗ ở quê cách 60 km. Vợ chồng bà Thanh hơn 60 tuổi ở Vĩnh Phúc, định phân công chỉ một người đi, còn người còn lại ở nhà trông cháu. Nhưng không ai muốn một mình phụ trách lũ trẻ, nên cuối cùng đành dẫn cả các cháu về. Ngày thường đã mệt, dịp hè thì càng khổ. Hai ông bà còn hơn có con mọn, không lúc nào được ngơi chân ngơi tay. Bà Thanh phân bua. Bà Thanh cho biết vợ chồng bà đang ở chung với con trai út, các con bận rộn nên việc chăm sóc và đưa đón hai cháu, một đứa 2 tuổi, một đứa 5 tuổi đều do ông bà đảm nhiệm. Dịp hè con trai cả đang sống ở Hà Nội cũng gửi cậu nhóc 6 tuổi về cho ông bà trông. Lịch hàng ngày là sáng bà đi chợ về cho các cháu ăn, sau đó ông dẫn hai đứa lớn đi bơi, bà ở nhà chăm em bé nhất, đợi ông về trông hộ là chuẩn bị đồ ăn trưa. Chưa ăn uống xong lại lùa bọn trẻ đi ngủ. Khâu mệt nhất là suốt ngày ông bà phải làm quan tòa phân xử cháu đánh cãi nhau. Trông cháu mấy năm nay mà sức khỏe đuối luôn, lưng đau, tay đau. Từ năm ngoái, ông ấy nghỉ hưu, ở nhà hỗ trợ còn đỡ, chứ trước đây mình tôi phải lo hết, bà Thanh kể. Bà nói rằng vì muốn các con yên tâm làm ăn nên không than vãn gì, nhưng thực sự cảm thấy quá mệt mỏi. Nhiều khi cảm cúm mệt, không muốn đụng tay đụng chân, nhưng không dám bảo con dâu nghỉ ở nhà trông con, lại cố. Giờ thằng bé 2 tuổi còn đỡ, lúc trước cứ suốt ngày bế trên tay, rồi cho ăn cho uống, tối chỉ mong được ngồi xem tivi yên tĩnh. Nhưng nhiều lúc cũng không được, vì bố mẹ chúng nó hôm thì đi có việc, lúc bận làm thêm máy tính, bà Thanh nói. Cũng như bà Thanh, vợ chồng ông Quyết ở Ninh Bình được con gái tặng cho cặp vé đi biển nghỉ dưỡng. Mặc dù rất thích, nhưng vợ chồng ông cũng đành từ chối vì con trai và con dâu không thu xếp tự trông con được một tuần. Vợ chồng chúng nó đều ở Hà Nội, kinh tế còn khó khăn nên cứ sinh xong là để con ở nhà ông bà chăm cho. Cháu lớn 4 tuổi, giờ bố mẹ đã đón ra thủ đô cho đi học. Đứa nhỏ gần 2 tuổi thì vẫn chúng tôi lo, ông Quyết kể. Năm ngoái khi sửa lại nhà, có lúc ông phải một bên xách gạch trộn vữa, một tay ôm cháu để bà lo cơm nước. Năm nay cũng mệt mỏi và muốn được nghỉ ngơi một thời gian, thì anh con trai đưa cả hai đứa về cho ông bà chăm. Ông bà định nhận vé du lịch của con gái cho, nhưng anh con trai đã rào trước. Ông bà cứ đi chơi cho thoải mái, đưa luôn con lớn theo cùng cho vui.
đi du lịch mà dẫn theo đứa bé thì khổ hơn ở nhà, nên chúng tôi quyết định không đi nữa, vợ ông Quyết bày tỏ. Nghỉ hưu chăm cháu vất vả hơn đi làm. Con dâu sinh đôi và sinh non nên bà Nguyễn Lý, Hoàng Mai, Hà Nội đã nghỉ hưu trước 3 năm để trông cháu, đỡ đần các con. Con trai bà làm ăn xa nên việc chăm cháu do bà và con dâu đảm nhận. Lúc cháu còn nhỏ, cứ khoảng 2 giờ đồng hồ là bà lại thức dậy để cho cháu ăn sữa. Mỗi lần như vậy, việc ngủ lại rất khó, thậm chí không ngủ lại được. Nên mỗi ngày bà chỉ ngủ 3 đến 4 tiếng, thậm chí còn ít hơn. Khi cháu bị nóng sốt, bà thường thức cả đêm để trông cháu, nên bà gầy đi trông thấy, sức khỏe cũng giảm sút. Đến khi các cháu lớn hơn một chút, con dâu bà đi làm, một mình bà xoay với 2 đứa cháu thì lại càng vất vả hơn. Có khi đến 1 giờ chiều, khi các cháu đã đi ngủ, dọn dẹp nhà xong, bà mới ăn cơm. Đến đêm, cháu thức giấc hay giật mình, bà cũng dậy dỗ cháu cho các con ngủ. Cứ như vậy, đến khi cháu được 3 tuổi đi học mẫu giáo, bà Lý cũng đảm nhận việc đưa đón cháu đi học hàng ngày, nhưng cũng đã nhàn hơn một chút. Đến lúc này, bà mới có thời gian để nhìn lại bản thân. Trong 3 năm đó, trông bà dường như đã già đi cả chục tuổi, mặt mũi hốc hác, tóc bạc trắng. Nhiều lúc bà cũng thấy rất mệt, nhưng rồi tự nhủ phải cố gắng để đỡ đần con cháu. Giờ đây, cháu bà đã lớn, tự làm mọi thứ thì tôi mới có thời gian dành cho bản thân để đi học nhảy, tập thể thao. Nhưng dù thế nào, sức khỏe và nhan sắc đi xuống nhanh chóng, sự hoạt bát của những năm trước không thể lấy lại được, bà Lý tâm sự. Ngược lại với bà Lý, một người bạn học của bà lại có quan điểm khác. Bà ấy sẵn sàng chi tiêu ít đi, thậm chí cắt giảm nhiều thứ không cần thiết để cho con tiền thuê giúp việc trông cháu. Vì có giúp việc trông cháu nên bà ấy có thời gian đi tập thể dục, gặp gỡ, giao lưu bạn bè. Chính vì thế mà đến giờ bà ấy trông trẻ hơn bà Lý rất nhiều, sức khỏe cũng tốt hơn. Khi được người bạn hỏi có thấy ân hận vì đã bỏ ra quá nhiều thời gian sức lực để trông cháu không, bà Lý chẳng ngần ngại trả lời bà không ân hận, vì với bà đó là hạnh phúc. Có quý vị nào ở đây cũng đang có hoàn cảnh tương tự với những nhân vật mang ấm sự đời vừa chia sẻ ở trên không? Về già, đúng là cha mẹ sẽ có thời gian hơn vì hầu hết đều đã nghỉ hưu, chỉ ở nhà thôi. Con cái cũng lấy đó làm cái cớ để nhờ cha mẹ chăm sóc con của mình. Nhờ khi bí quá thì không sao, chứ có gia đình là giao phó toàn bộ việc chăm nom đưa đón cho ông bà. Cũng không cần biết là bố mẹ mình liệu có thích điều đó hay không. Chăm một đứa trẻ con với những người đã ở tuổi ngoài 55-60 như thế, liệu rằng có quá sức với họ hay không? Còn về phần bố mẹ ông bà, cũng vì thương con thương cháu vất vả, đi lớp sớm quá thì tội, lại hay ốm, mà gửi người ngoài lại không yên tâm, thế nên nhận trông cháu đỡ cho con cái mình. Do vậy, đáng lẽ ở tuổi về nghỉ hưu, người già phải được nghỉ ngơi, nhưng vì con cháu, họ lại phải dậy sớm, ngủ muộn để làm việc, đôi khi còn vất vả hơn cả thời thanh niên. Nhưng mà quý vị ơi, cũng nhiều câu chuyện dở khóc dở cười cũng từ cái việc chăm cháu này mà ra lắm quý vị ạ. Cách đây không lâu, một cô con dâu ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô đã tát mẹ chồng 2 cái bởi bà đến đón cháu muộn. Trước mặt mọi người, cô này chỉ trích: "Tôi làm điều này để cho bà nhớ thật lâu." Vụ việc đã gây một làn sóng phẫn nộ tại Trung Quốc. Một người già khi được hỏi có cảm xúc gì khi xem đoạn video trên đã trả lời: "Nhiều người như chúng tôi không những phải luôn gắng sức chăm cháu thật tốt mà còn phải chịu sự tra tấn về tinh thần." Rồi năm 2014 từng xảy ra một thảm kịch ở Quảng Châu. Bà Quách có 2 cậu con trai. Khi bà đến tuổi về hưu, 2 người con bắt đầu sinh con. Vì vậy, từ năm 2008, bà liên tục di chuyển sang 2 thành phố khác nhau nơi các con sinh sống để chăm lần lượt 6 đứa cháu. Thời gian này, do chăm cháu nhiều, sức khỏe đi xuống, bà bắt đầu mắc các bệnh liên quan đến xương khớp và tiểu đường. Chồng bà xa vợ lâu hay trách móc, mâu thuẫn không được hóa giải, bà ly hôn với chồng. Trong một lần chăm cháu quá mệt do bất cẩn, bà để làm bỏng đứa cháu gái.
con dâu đã chửi mắng bà thậm tệ. Đối mặt với sự khiển trách của con dâu, cơ thể suy kiệt vì mệt mỏi, bà Quách tuyệt vọng. Cuối cùng, vào một buổi sáng sớm, bà đã bế đứa cháu gái mới 3 tháng tuổi, nhảy từ 19 của tòa nhà đang sinh sống, kết liễu cuộc đời. Đấy quý vị thấy không ạ? Một việc tưởng chừng hết sức bình thường, nhưng mà lại có rất nhiều vấn đề có thể xảy ra. Nhiều quý vị có lẽ chỉ nghĩ rằng bất hiếu với bố mẹ nằm ở chỗ là để họ đói ăn thiếu mặc, không chăm lo khi họ đau ốm bệnh tật. Còn việc để cho ông bà trông cháu là tạo niềm vui cho ông bà khi rảnh rỗi, hỗ trợ lại cho con cháu khi khó khăn, bận rộn. Nhưng có lẽ họ không hề biết rằng việc đó cũng là một hành động bất hiếu, vì nhìn ở một góc độ nào đó, họ đang bạo hành bố mẹ về tinh thần lẫn thể xác. Rất nhiều cảnh ông bà già chăm cháu trong nỗi khổ cực mà không biết kêu ai. Trong một buổi tọa đàm về vấn đề bạo hành đối với người cao tuổi, nhà văn Trang Hạ đã đưa ra một nhận định rất mới mẻ, đại ý rằng đừng nghĩ chửi bới, đánh đập, không cho ăn, đuổi ra đường mới là bạo hành người cao tuổi, mà tước đoạt của người cao tuổi cuộc sống riêng tư, buộc họ phải có trách nhiệm trông cháu, giữ nhà thay vì nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân, thăm thú bạn bè, đi chơi cũng là một sự bạo hành thầm lặng. Nhiều người đi làm về muốn tiếp tục đi chơi với bạn bè, gọi điện nhờ bố mẹ đón cháu, tắm rửa, cho ăn, dạy học, bố mẹ đành phải chấp nhận. Cho dù họ đã có cả ngày dài mệt mỏi, cũng muốn con về trả cháu để nghỉ ngơi hoặc hẹn đi đâu đó. Nhà văn Trang Hạ nêu ví dụ. Có nhiều người trẻ vì thích hưởng thụ, không muốn vướng bận nên khoán mọi việc nuôi con cho bố mẹ mình. Mà quý vị có biết không, thậm chí có người còn biện hộ, chúng tôi đã muốn đẻ đâu, ông bà cứ dục sinh thì giờ cho ông bà nuôi, ông bà vui vẻ làm như vậy mà. Một số trường hợp con cái lên thành phố làm ăn, cuộc sống khó khăn, phải thuê nhà, không có tiền để thuê người giúp việc nên đành để con ở lại với ông bà. Đây cũng là một lựa chọn hợp lý, nhưng chỉ nên coi là cách giải quyết tình thế và trong một thời gian ngắn, bởi việc chăm cháu hoàn toàn rất cực nhọc và là một gánh nặng với người già. Nhưng quý vị hãy nhìn vào thực tế mà xem, thế hệ ông bà đã cả đời vất vả mưu sinh và chăm lo cho con cái mình. Đến tuổi già, ông bà cũng cần được nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe chứ. Không những thế, phần lớn các ông bà thường chăm và dạy trẻ theo kinh nghiệm của thế hệ của ông bà, nhiều điều không còn phù hợp với hiện tại. Đó là về phần bố mẹ, còn về phần con trẻ, ở với ông bà cũng ít nhiều có những ảnh hưởng tiêu cực mà có lẽ quý vị sẽ ít nhận ra đấy ạ. Trẻ không được ở với bố mẹ lúc nhỏ là một thiệt thòi lớn, sẽ ít gắn bó với bố mẹ hơn. Theo các chuyên gia tâm lý, không chỉ có ý nghĩa với trẻ, việc trực tiếp nuôi con cũng giúp chính bố mẹ trưởng thành, hoàn thiện bản thân hơn. Câu nói, sinh con mới biết lòng cha mẹ là vậy. Khi thức khuya dậy sớm chăm bẵm con, vất vả lo lắng khi con ốm đau, người cha mẹ mới hiểu thấu tấm lòng đấng sinh thành ra mình và biết nỗ lực hơn trong cuộc sống. Sinh con rồi phó thác con cho ông bà nuôi chứng tỏ người đó chưa trưởng thành, thậm chí còn thể hiện sự ích kỷ khi dồn hết vất vả cho người khác vì lợi ích của bản thân. Do đó, ngẫm hết sự đời nghĩ rằng nếu ở chung, các cặp vợ chồng có thể nhờ ông bà hỗ trợ chăm trẻ, nhưng trách nhiệm chính vẫn là bố mẹ. Một số trường hợp có thể ở riêng, sáng mang gửi ông bà, tối bố mẹ đón về, hoặc sáng bố mẹ đưa con đến trường gửi, chiều nhờ ông bà đón sớm. Như vậy, người lớn tuổi có khoảng thời gian riêng được nghỉ ngơi, trong khi vẫn hỗ trợ được con cái và gần gũi cháu. Biết rằng quyết định nằm ở mỗi người, thế nhưng ngẫm sự đời mong rằng, trước khi có câu trả lời của mình, quý vị hãy suy nghĩ thật kỹ để tránh hối hận về sau, quý vị nhé. Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của ngẫm sự đời không? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian vàng ngọc để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh
để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.